Xin chào cả nhà mình nha. Rồi xin chào cả nhà nghe. Đang mến chuẩn bị tóm lưỡi câu. Giờ mấy anh em chuẩn bị đi câu. Coi cây nếu có thì quay lại cho mọi người xem. Còn có thì lèo về ăn muối. Là bữa cơm chiều nay là ăn muối không? Rồi giờ chuẩn bị xuất phát nha. Rồi giờ chuẩn bị xuống cần nha. Nó này cái có. Nó gần quá không có ta. Im quá không có. Đừng con ha anh Thành. Đừng con. Không được bự lắm ha. Đừng bự. Nước chưa lớn vô, đợi lớn vô chứ nữa ngon lắm. Tính đâu cái nhỏ chứ. Cái bự ghê chứ. Cũng trọng à. Càng câu, lưỡi câu của em giờ nó dính vô bụp lá rồi sao. Đứt nhỏ luôn hả? Đứt nhỏ. Bỏ đi quán cái khác. Chưa khai cho đó có cá Kha. Ngon đó Kha. Lo vô rồi. Đó. Ngon ngon. Thấy chưa? Giờ có đồ ăn, có đồ ăn. Về cô không nói rồi. Cô nói tụi bay đi câu mà không có thì về. Thôi bỏ đói à. Ừ, tao bỏ đói. Qua qua cứu chị kia. Đâu? Con cá bự nằm trong đó luôn đó. Xả xuống, xả xuống. Rất là gì hả? Bè đó hả? Từ 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 từ. Cá mà. Cá bự chảng luôn. Không ơi, Kha với cá hết biết không ơi. Nước chảy nó kéo nó ngược không lên. Dạ. Chú đạp con gà. Dạ. Tôi chọc cái mặt tôi. Cái gì vậy? Tôi gà mái. Gà mái ấp là gì của ai á? Có trứng không? Dạ, nó mổ. Ờ, có trứng, có trứng. Có trứng không? Có, tôi thấy có trứng à. Đó, quyên mày, quyên ổ trứng luôn kìa. Của ai ta? Thôi, của người ta đậy lại đây, kệ đó. Ừ, sao nó đẻ đi. Đây, để tao đậy đây cho. Mưa á, mưa thú trứng hết. Ừ, sao để người ta? Người của ai đó? Không. Để hồi tôi kêu ai ta qua đem về. Người của ai á? Không biết. Kêu đem về để trời mưa là bị thú. À, bạn biết sao không? Tại gà này nhà bên đây nó biết nhà nào. Ừ. Đâu biết đâu. Nào nó đẻ sao nó ấp tự dắt vô luôn. Nhiều lắm, tôi thấy nhiều trứng ra. Nhà tôi cũng bị vậy hoài. Để đâu ngoài bờ ấp xuống nó đi gì. Bây giờ dẫn con nhà đi. Được mấy con nè mọi người. Nè em đạp là cái áo tôi rắn thôi. Rắn khè không. Để lại coi được bao nhiêu trứng. Nó nghe là bắt lại để nó chạy ra. Trứng con mới đúng không ạ? Đâu có nóng bụng rồi đó. 4 6 8 10 không? 11 trứng hả? 10 10 trứng. Để ta dở ra luôn để mai chiều có người khác vô nữa. Nó cậy ra với lại đó nó nằm nữa. Không, cậy vô nhốt mà hết tính.
Thôi mình đi qua giặt bên kia đi. Đi vòng theo đường này nè. Câu cá bóng dừa chị hai. Nãy giờ được mấy con rồi, đúng không Kha? Hai ba được 6 con cá đi cả buổi trời. Trời ơi, nay nó lèo khủng khiếp. Được mấy con rồi. Mấy cái giờ bây giờ mình sẽ để qua một bên đi. Bây giờ mình sẽ đi làm 2 con gà để nướng. Đãi hai anh. Rồi. Giờ đi bắt gà. Gà nướng sẽ tới. Giờ hai anh em chuẩn bị đi ra ngoài dọn chỗ thì mình chuẩn bị mình nướng bà xong nha mọi người. Giới thiệu mọi người đi. Giới thiệu mọi người đi. Này mấy anh em mình ra ngoài bờ sông nướng gà ăn bữa ha. Bây giờ Kha sẽ ướp gà. Này nướng sa tế nha. Nướng sa tế không hả? Sa tế tôm. Nướng gà tre mới chịu. Chặt da bằng. Cay không? Siêu cay không? Đây. Ớt bột. Hai con gà này một hũ đủ không ta? Chắc đủ ha. Đủ. Kêu. Cái nào? U anh thử lần này ăn trái u chưa? Trái u mà nó thấy ngon lắm. Cái bằng có cái bằng mà không có trái. Em chua. Wow. Tao tươi vậy Khai. Giờ trong thời gian mà Kha nó ướp thì mấy anh em mình đi chặt cái đi thôi. Nhâm lửa. Nhâm lửa đi chặt cái đầu kẹp, chút cái tóc kẹp á. Hay là tàu dừa ta, cái đầu dừa nó sẽ cứng hơn á. Ừ, chút sợ nó cháy. Thấy đốt lửa ngon lắm nha. Này giữ lại bí kíp ướp đầu, không công bố đâu. Tại nướng dở quá, không ai hỏi được. Nãy Khai dở rồi. Nãy lật con gà đưa mình ướp cho con gà lọt ở trong bụng gà ngon. Chút quay lại. Tôi sẽ nhét vô. Thơm ta? Thơm không? Thơm. Rồi đồ ướp mà không thơm thôi rồi luôn. Rồi bây giờ gà tụi mình cột xong rồi mọi người. Đây. Đây tán mẹ hết luôn cái một đi tụi cột vô cái kẹp như vậy rồi xong mình bắt lên đó mình nướng. Kha đang cột thang lại mọi người. Kẹp lớn luôn hả? Trời cái kẹp sao. Đưa hai cái bề bản này chứ biết mình lùa chứ. Còn giống anh làm hai cái bản hốt ha. Đừng đường sát vô cây quá nha Kha. Sát cùng luôn. Ừ vậy á. Chưa được. Thang chưa cháy không hả? Ừ, còn.
gom gom lại thổi thổi cho nó cháy lên. Than chưa được, thành than. Rồi. Tí nữa là được. Rồi. Giờ cho nó lên bếp thôi. Rồi cháy dễ lên. Quên. Ngồi nghe đóng lửa than hồi nãy á. Đây, lấy cái bịch lá xe ra chút không? Để chống gì là mới được. Ừ. Im không? Em im có anh ổn không? Ừ, cái đó im rồi, còn cây nào biết im hay không? Dao rau là cái dao mổ vậy nó miếng cái hẹp hẹp xuống đó. Thấp quá không cháy không nha. Nó cao cao từ từ. Từ từ anh Thành ơi. Cái nằm trên đi anh Thành ơi. Đó nằm trên. Buông dở cái đó lên, dở cái đó lên. Rồi vậy đi ha. Thì ổn hơn nè. Vậy mình ấy đi, mình chột than cho nó nằm ra chút xíu nữa là nó bớt rồi. Ừ, buông thang ra. Thôi bị ngon luôn á nghe. Sao rồi ba? Quá ngon. Khô queo ngon ha. Nhìn đẹp ghê không? Ngon tươi. Cái bờ sông nữa, hữu tình. Ngon quá. Thơm chưa anh Phong? Nóng quá, khai nó cỡ trần luôn rồi. Nóng thiệt, nóng chịu không nổi. Mặc áo nực quá. Xong, bây giờ chuẩn bị còn công đoạn cuối cùng nữa. Xé ra nè. Thưởng thức. Rồi. Xé ra nè. Cảm ơn. Ai đảm nhiệm cái chuyện cắt cà đây? Đây, tôi đây nha. Anh, thấy của em. Em xử lý nó cho. Nè, để đi. Con nào trước? Muốn con nào trước cũng được hết á. Con nào trước? Con nào cũng được, con nào chưa ngon thì cứ cưa chơi. Con này trước đi. Con nào cũng thử. Con nào cũng thử. Nè. Đấy, kèm dữ lắm rồi. Ăn muối ớt chanh chắc chanh thôi Dương Ba. Muối ớt chắc chanh à, chấm đó mới đúng gà nướng. Dương Ba làm muối ớt dở quá. Mấy? Không đâm hả? Sắc không hả? Đâm mà sắc ra. Sắc vậy được rồi. Ô, muối ớt vậy đâu có đúng. Còn vậy là quý rồi. Con đâm nó khỏi chê luôn. Đâm không ăn cay, đâm cho nhiều. Mến sọt cái mỏ vô đây. Tô con kém xuống. Bên nào chính mình đứng lại. Nó sắp nhỏ không sắp ra hả? Sắp nhỏ. Sao nào? Con nào cũng được. Con nào mình cũng ăn hết á. Con nào cũng ăn. Tô chín rồi.
Đó, ngon lành không? Mời vô đi anh Thành với anh Phong. Anh dục cái cây đi ra chứ ba. Ê cây gan, cây gan còn cái gan trong cái cây á. Trời sáng dịp không có không bận áo ở tầng luôn nha. Chín hết rồi. Cái gan này không dục vậy. Ừ, bỏ đi. Chưa sống cái gì. Chín hết trơn nè, ở đó. Trơn. Rồi ngoài đồng về đó xem xích vậy. Đồng xá về nhậu nghe không? Phụ hộ quay. Nó lên cho nó ngon cái coi. Nó nghĩ nó có nó sắc rồi. Nghĩ nó có nó sắt nó sống muối gì làm hết vô đây hết thời bình rồi gì kìa nóng đây ồ chín ngon luôn phải không này có bánh mì không kẹp gì mình đang ăn bụi nữa chín không thọ chín hết thì sao chín được hồi chín tay gì rồi mời mấy ông ở của mặt ngoài đây nha về ăn gà nướng đi mấy ngồi đây nè quay ngồi tóc đi làm mấy mấy nó kết thúc rồi cái chúng xích cho nó phù hộ cho nó đây chút rồi mình bắt cái mồi vô cái gì hôm qua nè vô nè mồi rượu ngon nè phải thật ngồi bẹp phía đó luôn chứ gì luôn, nay mình chơi bụi mà. Bụi mà. Quá đã luôn hả? Quá đã anh Thành. Quá đã. Chín hết trơn, chín ngô lạnh. Nhào hai ba trận nữa. Nói đâu, mình tưởng sao con bự này bị nín ha. Xin lỗi ở trận nha. Trời nóng nực nha. Không có, đi sẵn ra đây thì gặp. Cứ nên nín này giờ không nín ha. Dần dần. Nó cái khúc ngay cái xương nó hơi cứng. Chín cái xương luôn. Thôi, cái cục này để tôi nha. Ừ, đó. Tôi mượn cục nào? Cục này. Nào, gặp cái này nhá, có được cái cục này nữa chứ. Cục đôi á. À, cái này. Này. Cục đó hả? Đây, nơi chạy luôn. Cục đó chắc tao uống ly quá ha. Cái này hả vô. Ừ. Còn lạnh. Thử đi, cái mùi gì sao, anh Phong? Thử đi. Được, ngon. Ăn lúc lúc đi. Hình như ông trời cái mày đem mày đen tới rồi. Nhưng chỉ mưa à. Có cái đùi còn hơi, cái xương còn hơi đến không? Uống ngay cái, uống ngay được chưa cả? Chính là mẹ cho cái xương được chưa? Uống được chưa? Ở trong uống được chưa? Uống ngay được cái để chưa? Được. Uống mày ha. Cái xương nó còn hơi đến thôi chứ. Khoan con khát gà chút. Chú để đây con ngoan đi. Rồi, có cái này. Cái đùi. Rồi dạ. Yeah. Rồi xin mời cả nhà mình dùng món gà nướng bờ sông của tụi mình nha. Dạ. Xin mời cả nhà luôn. Thôi. Tôi lượm miếng này xíu nhỏ này kìa. Trong miếng. Ngon không? Ăn vô lại đi Phong, đi vô tới Phong ơi. Mưa tụm vô. Còn con. Cay quá. Được cái. Hử? Ngon. Vô đi ba. Vô ba mày nữa bữa nay vừa ra lấy mấy miếng chanh nè hai miếng dắt hết luôn hả dắt hết luôn á ăn cái giò ngon cái vàng em miếng thêm miếng khác này kìa khỏe không ngon không? Mấy em trước con này có mình lên đây cũng phải lên không ra ha. Động lên sống ngon. Đã, nay mình đi bắt cá vừa mà về ăn gà còn đòi nữa. Mày thằng nín mẹ chết luôn ngâm miếng mình. Ngày mình nãy mình bắt được con gà, nãy mình bắt gãy con bắt được con gà mái là có trứng nữa kìa. Thấy không? Cục cứng. Bắt được con gà không khỏi. Gà của người ta là đi bắt. Chắc ăn đòn quá. Tao cũng chèo. Quất. Nãy ổng uống được á, đẩy ổng đi. Ngon.
tối, nó xông gà tối luôn. Phải tại mưa á. Ớt ớt nhiều có cay coi vậy. Thì đó nó cay chết luôn á, em ăn cay này. Ớt này đâu có cay. Thôi không phải. Này gì đâu. Hơi tê tê à. Tê tê không? Hái thêm một mớ nữa. Ớt hiểm á. Đang nó dầm mù. Quét lên. Ngon thì thôi. Nhìn lớp nhìn nhỏ nhìn xong. Sao nhìn? Ăn là nghỉ luôn. Thì bạn ăn là nghỉ luôn á. Mấy cái da da này ngon nè. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video nha. Rồi các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Góc Miền Tây để anh em thực hiện các video tiếp theo được hay hơn. Rồi tụi mình xin dừng kế ở đây luôn. Hẹn lại các bạn và cả nhà vào các video tiếp theo Góc Miền Tây nha. Xin chào, hẹn lại.